Vào lúc 23 giờ đêm nay, Việt Nam sẽ bước vào trận đấu cuối cùng tại vòng bảng Asian Cup 2019. Nhìn chung, cơ hội đi tiếp vẫn rộng mở với đội tuyển Việt Nam. Điều quan trọng là thầy trò Park Hang-seo cần thể hiện được mình trước Yemen, không quá nóng vội với một chiến thắng tưng bừng. Mục tiêu quan trọng nhất vẫn là 3 điểm. Cách đây ít giờ, AFC đã chỉ định ông Ahmed Ankaf bắt chính ở trận đấu cuối cùng của đội tuyển Việt Nam gặp Yemen. Vị trọng tài 36 tuổi người Oman không phải là một cái tên xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Ở vòng chung kết U23 châu Á, ông Ankaf đã bắt chính hai trận đấu của U23 Việt Nam. Trận đầu tiên, U23 Việt Nam hòa series không đều ở lượt cuối vòng bảng, qua đó giúp thầy trò ông Park giành quyền vào vòng knockout. Tiếp đến, ông Ankaf điều khiển trận chung kết giữa Việt Nam và Uzbekistan. Ở hai trận đấu này, trọng tài người Oman đều bắt rất công tâm và đưa ra những quyết định chuẩn xác. Tottenham đã ra thông báo xác nhận về tình trạng chấn thương dây chằng mắt cá của Harry Kane gặp phải trận thua Manchester United. Theo đó, tiền đạo người Anh chỉ có thể trở lại tập luyện vào đầu tháng 3 và chưa rõ khi nào sẽ trở lại thi đấu chính thức. Như vậy, Kane sẽ vắng mặt hai trận đấu gặp Dortmund ở vòng 1/8 Champions League và trận bán kết lượt về League Cup gặp Chelsea. Ngoài ra, tuyển thủ Anh còn lỡ hai trận đấu quan trọng với Arsenal và Chelsea tại Premier League. Liverpool chính thức rơi vào cuộc khủng hoảng lực lượng ở hàng phòng ngự khi Trent Alexander-Arnold dính chấn thương khá nặng. Theo The Guardian, Alexander-Arnold đã nhịn đau thi đấu suốt 90 phút trong trận Liverpool thắng Brighton 1-0 vào cuối tuần qua. Kết quả, hậu vệ 20 tuổi đã dính chấn thương đầu gối khá nghiêm trọng và phải nghỉ thi đấu khoảng 1 tháng. Thủ môn huyền thoại Peter Cech tuyên bố anh sẽ treo găng, giã từ sự nghiệp sân cỏ ngay sau khi mùa giải này khép lại. Peter Cech năm nay 36 tuổi, anh đã có tròn 20 năm sự nghiệp đỉnh cao, trong đó có 15 năm chơi tại Premier League. Cech trưởng thành từ câu lạc bộ Victoria Plzeň trước khi ký hợp đồng với Kamaz Bajani vào năm 17 tuổi. Sau đó, anh chuyển đến Sparta Praha, Gen trước khi gia nhập Chelsea vào mùa hè 2004. Cùng tại nước Anh, theo Daily Mail, David De Gea muốn ở lại United nhưng chỉ đồng ý ký hợp đồng dài hạn nếu được tăng lương 300.000 bảng một tuần. Đây là mức lương chỉ kém Alexis Sanchez ở Old Trafford và là một kỷ lục trong thế giới của những thủ môn. Sau khi World Cup 2018 không thành công, Mesut Ozil đã nói lời chia tay đội tuyển Đức vì không chịu được áp lực từ dư luận. Mọi thứ càng trở nên khó khăn hơn cho Ozil khi anh không còn giữ được tầm ảnh hưởng to lớn lên lối chơi của pháo thủ dưới thời Unai Emery. Chính vì thế, tờ Sport Keda khẳng định Manchester United đang có cơ hội rất lớn để chiêu mộ Ozil, số 10 mà Mourinho từng rất khao khát khi không còn tại vị. Chắc chắn sự góp mặt của Mesut Ozil sẽ tăng thêm tính sáng tạo không nhỏ cho tuyến giữa của Quỷ Đỏ.